channel của Bitcoin Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn cách mọi người có thể tham gia mua token sale của Sui ở trên KuCoin Spotlight. Như mọi người đã biết thì thời gian vừa qua Sui Blockchain là một blockchain layer 1 đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cộng đồng khi thông báo token sale ở trên ba sàn, trong đó bao gồm là OKX, KuCoin và Bybit. Thì hiện tại thì mình theo đánh giá của mình thì mình thấy là việc chúng ta có thể tham gia mua token sale ở trên KuCoin Spotlight đang khá là dễ dàng. Nó sẽ dành cho hai đối tượng. Một đối tượng là người dùng ở trên sàn KuCoin và đối tượng thứ hai chính là những người mà được nằm trong cái danh sách Allow List, những người đóng góp sớm cho Sui Foundation ở trên đã được duyệt ở trên Discord rồi thì mọi người đều có thể tham gia mua token ở trên KuCoin Spotlight và hiện tại thì chúng ta sẽ còn khoảng 23 giờ nữa là sẽ kết thúc quá trình đăng ký sale thế cho nên là mình sẽ làm video này để hướng dẫn mọi người hai cách để mọi người có thể tham gia mua token sale của Sui ở trên KuCoin Spotlight nhé. Điều đầu tiên khi chúng ta cần chuẩn bị để có thể tham gia mua token sale ở trên KuCoin Spotlight đấy chính là bạn sẽ cần phải có cái tài khoản của KuCoin và nếu như mà bạn chưa có thì mình sẽ đính kèm một cái đường link đăng ký tài khoản ở phía dưới video này. Sau đó thì bạn hãy nhanh tay đăng ký và thực hiện KYC nâng cao ở trên sàn là trước 23 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2023 ngày hôm nay. Ngoài ra thì nếu như mà bạn nằm trong danh sách những người supporter xui từ sớm, mình cũng sẽ để cái đường link để bạn check xem là bạn có được nằm trong cái danh sách đấy hay không thì bạn sẽ được tham gia mua xui ở vòng Euro list với mức giá là 0.03 đô một cần xui Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn hai cách để mọi người có thể tham gia nha Đầu tiên thì nếu như mà bạn muốn tham gia mua token sale ở trên xui tức là xui nó sẽ có hai cái pool một là pool A là mở bán công khai ở trên KuCoin Co này bất kể ai là người dùng của sàn KuCoin Co à, nắm giữ một lượng USDT, USDC, BTC, ETH tối thiểu là 50 đô thì mọi người sẽ có thể tham gia mua ở trên pool này Pool thứ hai đấy chính là pool B. Pool B thì nó chỉ dành cho những người đóng góp ở trong hệ sinh thái của xui và được nằm trong cái danh sách cho phép từ dự án thì mọi người có thể kiểm tra xem là mình có thuộc cái danh sách này hay không ở tại cái đường link mình cũng sẽ đính kèm ở phía dưới video cho mọi người luôn. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể tham gia pool A nha. Thì để có thể tham gia pool A thì mọi người hãy truy cập vào đường link uh, public sale tại đây. Thì ở đây là đợt ra mắt token xui public dành cho tất cả mọi người ở trên sàn KuCoin Spotlight. Ở đây thì mình sẽ thấy được một số các cái thông tin về token đầu tiên Ờ, tại cái vòng bán này thì mình sẽ mua xuôi với giá là 0.1 USDT Và số lượng uh, token phân bổ ở đây là 225 triệu Trong đó thì mỗi người chúng ta nếu như mà chúng ta được quyền mua Thì chúng ta sẽ được mua tối đa là 10.000 xuôi Tương ứng với khoảng 1.000 USDT Thì mọi người được Phép để có thể tham gia mua ở đây Thì vừa nãy mình cũng có chia sẻ là đầu tiên Mình sẽ cần phải có tài khoản sàn này, mình KYC Sau đó thì mọi người click vào cái đường link Mình sẽ đứng kèm cái đường link ở dưới video này Cho mọi người nhé, thì mọi người click vào cái đường link Tại đây và hoàn tất ba cái yêu cầu từ sàn. Tại này khi mà nó sẽ hiện ra ba cái tích xanh ở đây thì mọi người sẽ được phép là bấm đăng ký tham gia ở tại cái đường link này luôn, trực tiếp ở đây. Khi mọi người bấm thành công thì sàn sẽ thông báo là bạn đã đăng ký mua thành công và sau đó việc của chúng ta đấy chính là chờ xem là đến ngày khi mà sàn bắt đầu snapshot và xem xem là mình đã trúng bao nhiêu vé để có thể tham gia mua token sale. Tại đây thì cái cơ chế này nó sẽ hơi đặc biệt một chút, đó chính là nếu như mà bạn nắm giữ càng nhiều token thì bạn sẽ được quy đổi ra cái số vé để có thể tham gia vòng 2 đấy chính là cái vòng quay số ấy. Nếu mà bạn có càng nhiều vé thì bạn sẽ càng có cơ hội để có thể trúng cái phần thưởng cái phần slot để mua cái token sale của xui bởi vì là không phải ai tất cả những người tham gia thì đều có thể trúng nha. Nếu mà mọi người nắm càng nhiều vé này thì mọi người sẽ càng có cơ hội để trúng thưởng và mỗi người chúng ta chỉ được trúng tối đa là một vé để mua cái token sale của Sui ở trên KuCoin Spotlight thôi. Thế nên là cái tỷ lệ cạnh tranh cũng khá là cao. Và nếu như mà mình nắm giữ được càng nhiều token ở trong ví thì mình sẽ có thể có càng nhiều vé và đến lúc mà sàn nó quay số trúng thưởng thì mình sẽ càng có cái cơ hội để có thể trúng nhiều hơn. Cái, uh, tức là mình sẽ càng có cơ hội để mình trúng được cái vé để có thể tham gia mua token sale hơn Đó. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể tham gia mua cái token ở trên Google Spotlight ở phần public sale dành cho token xui nó rất là đơn giản đó chính là việc của chúng ta là chỉ cần đăng ký tài khoản này cây Galaxy truy cập vào cái đường link này và mọi người click hết tất cả những cái yêu cầu ở đây sau đó thì mọi người hãy nắm giữ cái token cũng như là nắm giữ có thể nắm giữ USDT nắm giữ BTC ETH uh, hoặc là KSC là token của sàn luôn tại ví thì sàn nó sẽ tự động snapshot và chọn và quy đổi ra cho mọi người xem là mọi người sẽ được bao nhiêu vé để có thể tham gia mua token sale. đấy là cái cách thứ nhất. thì cách thứ hai đấy chính là những bạn nào mà đã nằm trong cái danh sách early list là những người mà đóng góp cho hệ sinh thái xui từ sớm ý thì mọi người sẽ được tham gia một cái pool A. thì tham gia pool A ở đây thì ở đây mọi người sẽ click vào cái đường link này. mình cũng sẽ đính kèm cái đường link này ở phía dưới video cho mọi người nha. thì ở cái vòng này thì nó sẽ khá là khác một chút so với cái vòng public sale. đấy chính là giá bán ở vòng này là 0.03 USDT. số lượng token sẽ được chào bán là 25 triệu và số tuy nhiên thì cái số lượng token xui tối đa mà một người chúng ta có thể mua thì nó chỉ là 1.500 sui thôi. tức là nó tương ứng khoảng 45 đô. Uh, quy đổi ra USDT để mọi người có thể tham gia đó thì khi mà mọi người tham gia thì nó cũng sẽ khá là tương tự với cách mọi người có thể tham gia mua public sale để chính là mọi người sẽ thực hiện hoàn tất hết tất cả các cái yêu cầu ở đây sau đấy thì mọi người chỉ cần click vào cái đăng ký này cái nút đăng ký tham gia này thì mọi người sẽ được phép tham gia mua tiếp theo thì đối với những bạn tham gia mua này nha thì sàn nó cũng sẽ chọn uh, nó cũng sẽ quay số để chọn ra những người may mắn để có thể tham gia Uh, để có thể có được cái allocation đấy, để có thể tham gia mua sui public ở trên khu spotlight dành cho những người nằm trong cái mục bán early list only này đó. Uh, ở đây ấy, thì hai cái mục này nó sẽ có hai cái cơ chế khác nhau một chút. bên cạnh cái việc là khác nhau về cái giá token này và giới hạn token mọi người có thể mua, thì ở khi mà mọi người mua ở trên public sale uh, token sui thì mọi người sẽ có một cái lịch vesting Đấy chính là khi mà TGE, khi mà listing token ấy thì mọi người sẽ được unlock là 1 phần 13. Sau đó trong sau 30 ngày thì mọi người sẽ được unlock dần hàng tháng 1/13 số token còn lại và nó sẽ trả đều trong vòng 12 tháng cho mọi người. Còn nếu như mà mọi người mua ở trên cái Euro list này thì mọi người sẽ được unlock 100% toàn bộ TGE khi mà dự án listing token luôn. Thì đấy là cái khác nhau giữa hai cái cơ chế vesting dành cho những người tham gia mua xui ở trên KuCoin Spotlight nha. Theo như mình đánh giá thì mình thấy là của spotlight sẽ hỗ trợ khá tốt uh, cho hai cho hai gọi là hai đối tượng. Đối tượng đầu tiên là những người muốn tham gia public mọi người sẽ có thể mua được một cái giới hạn token nó cao hơn mặc dù là cái mức giá thì nó cũng sẽ cao hơn nha à, còn cái đối tượng thứ hai đấy chính là những người mà đã nằm trong cái danh sách early những người dùng sớm được Sui Foundation công nhận thì mọi người cũng có thể truy cập vào đây để mọi người có thể tăng cái cơ hội mua của mình và sẽ được unlock 100% tại TGE cũng như là cái mức giá token nó sẽ thấp hơn nữa thế nên là khá tiện cho những bạn nào mà đã đăng ký đã ủng hộ Sui từ sớm này thì đây coi như là một trong những cái hoạt động tri ân khá là lớn từ dự án dành cho cộng đồng. Đó, thì đấy là thông tin về hai cái chương trình để mọi người có thể tham gia mua public sale của Sui ở trên KuCoin Spotlight sau khi mà mọi người đã hoàn tất cái quá trình đăng ký tham gia nha. Thì mọi người sẽ cần phải theo dõi cái lịch cũng như là cái lịch mở các cái giai đoạn tiếp theo của cái quá trình bán ở trên suối thì ở trên này trong bài viết của mình thì mình cũng đã đề rất là kỹ cho mọi người về các cái lịch trình tiếp theo thì đó chính là vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 4 cho đến 7 giờ tối ngày 23 tháng 4 theo giờ Việt Nam nha thì lúc này thì bạn sẽ biết được là mình sẽ có bao nhiêu vé để có thể tham gia ở trên Kucoin Spotlight bao nhiêu vé để chúng và sau khi mình đã biết được số vé rồi thì đến 4 giờ tức là 11 giờ ngày 22 ngày 24 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì sẽ sàn nó sẽ thông báo cái kết quả rút thăm may mắn thì đến lúc này thì bạn sẽ biết được là mình có được phép có thể mua cái token xui ở trên sàn hay không thì đừng quên những cái lịch này và nhớ truy cập vào trang của Google Spotlight để có thể check nhá nếu mà bạn tham gia vòng nào thì bạn hãy truy cập vào cái đường link của vòng đấy thì bạn sẽ biết được là uh, các cái giai đoạn ở đây nó sẽ mở ở dần dần theo như thế nào và trong cái quá trình phân phối token ấy thì lưu ý là mọi người hãy cần phải giữ một cái lượng USDT một cái lượng tài sản nhất định ở trong ví để KuCoin uh, sẽ trừ cái lượng USDT tương ứng trong cái tài khoản giao dịch của mọi người nếu như mà mọi người đủ điều kiện và sàn nó sẽ bắt đầu phân phối cái lượng token tương ứng với cái số tiền mà mọi người để ở trên sàn đó. Thì vừa rồi đấy là một số các cái thông tin cơ bản về hướng dẫn mọi người cách để có thể tham gia mua token sale ở trên KuCoin Spotlight. À, mình làm video này với mục đích là cung cấp thông tin dành cho những bạn nào chưa biết cách để có thể tham gia mua tốc sale của Sui trên KuCoin Spotlight. Đây là video để có thể cung cấp thông tin nha, không phải là lời khuyên đầu tư nha mọi người. Thế cho nên là nếu như mọi người có bất kể thắc mắc hay là có khó khăn gì trong quá trình mua tốc kính Sui ở trên KuCoin Spotlight thì mọi người có thể để lại cho mình một cái bình luận ở phía dưới video này hoặc mọi người sẽ có thể truy cập vào kênh chính thức của KuCoin hoặc là nhóm Sui Việt Nam. Mọi người sẽ có thể vào đó để có thể yêu cầu đội admin giúp đỡ nếu như cần thiết nhé. Ok, cảm Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người sẽ có thể tham gia mua tốc quyền thành công.